Xin chào các bạn, như các bạn đã biết, dòng Galaxy A2017 mới được Samsung trình làng vào đầu năm với những nâng cấp về thiết kế, cấu hình cũng như camera đã thu hút đông đảo cộng đồng công nghệ. Và hiện nay A5 và A7 2017 đã có mặt tại Diệu Thông Minh. Mời các bạn đến ngay để trải nghiệm và mua hàng với giá hấp dẫn. Trong video hôm nay, mình sẽ mở hộp và đánh giá nhanh A5 2017, smartphone sở hữu điểm sáng nổi bật với camera lên tới 16 megapixel dành cho cả camera chính lẫn camera selfie. Các bạn cùng đi view chiêm ngưỡng A5 2017 qua video ngay sau đây nhé! Sản phẩm được bao bọc trong một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ gọn với tông màu chủ đạo là màu trắng tinh khiết. Mặt trước hộp nổi bật với chữ ghi tên máy và năm sản xuất ở góc phải phía trên. Thông số cấu hình máy được tóm tắt tại mặt sau cùng số email tại cạnh dưới hộp. Bên trong đầy đủ phụ kiện đi kèm bao gồm sạc, cáp, tai nghe, sách hướng dẫn sử dụng và que chọc SIM đều được bọc cẩn thận, bố trí ngăn nắp. Về thiết kế, Galaxy A5 2017 sở hữu thiết kế sang trọng, hài hòa giữa nhôm chắc chắn và mặt lưng kính cong 3D bóng bẩy kết hợp với 4 góc bo cong mềm mại hơn so với thế hệ tiền nhiệm, đem lại cảm giác cầm nắm thao tác dễ dàng cho người dùng. Thiết kế dòng A series năm nay hơi giống với dòng Z, còn mặt trước lại nhìn tương tự flagship Galaxy S7. Bên cạnh đó, Samsung đã khắc phục được nhược điểm dễ bám dấu vân tay như trên mặt kính sau của A5 2016, trường hợp này không xảy ra với bản 2017. Ngoài thiết kế bo cong hơn thì vị trí giải loa ngoài còn bất ngờ được rời về phía cạnh phải gần nút nguồn và camera chính tại mặt sau đã nhỏ gọn và không bị lồ như sản phẩm A5 2016. Còn đặc biệt với phiên bản mới này, Samsung đã nâng cấp một vài cải tiến đáng giá cho A5 2017 với cổng USB Type-C thời thượng, khả năng chống thấm nước đạt chuẩn IP68 và thêm bản màu xanh Blue Mist thời trang. Với cái nhìn tổng quan, thiết kế của Galaxy A5 2017 đẳng cấp với độ hoàn thiện tốt và tỉ mỉ hơn trong từng góc cạnh. Về màn hình, Samsung vẫn giữ nguyên kích thước vừa vặn 5,2 inch Full HD, bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 4 kết hợp với tấm nền Super AMOLED cho hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động, phục vụ giải trí tốt, cực đã mắt khi xem phim hay chơi game. Đi kèm mặt kính cong 2,5D đem lại hiệu ứng hình ảnh gần mắt người dùng hơn, cảm giác vuốt chạm thích hơn. Tuy nhiên, màn hình của A5 2017 được Samsung ưu ái hơn phiên bản trước khi trang bị thêm tính năng Orion tiện ích mà hãng đã trang bị trên những smartphone cao cấp của mình như Galaxy S7 hay S7S. Không chỉ có sự hoàn thiện về thiết kế, thêm tính năng cho màn hình mà hãng còn nâng cấp về mặt cấu hình cho A5 2017, mạnh mẽ hơn, đem đến hiệu năng cao hơn đàn anh đi trước. Cụ thể, cung cấp sức mạnh cho máy là chip Exynos 7880, 8 nhân, xung nhịp 1,9GHz, RAM 3GB, bộ trang 32GB, thay vì chip Exynos 7580, RAM chỉ 2GB, cùng ROM 16GB trên A5 2016. Máy vận hành mọi tác vụ một cách mượt mà, ổn định và trơn tru. Bên cạnh đó, kết hợp với pin dung lượng 3000 mAh, nhỉnh hơn một chút so với pin 2900 mAh trên phiên bản trước đây. Theo trang ZM Arena, dung lượng pin này cho thời gian đàm thoại lên hơn 21 tiếng khi dùng 3G, duyệt ghép hơn 14 tiếng và xem video tới hơn 16 tiếng. Ngoài ra, Galaxy A5 2017 còn sở hữu điểm sáng nổi bật về camera và nhà sản xuất đã sử dụng chiến thuật hướng tới khả năng selfie hơn để cạnh tranh với những sản phẩm đến từ chuyên gia selfie Oppo khi trang bị cho A5 2017 camera 16 megapixel, hầu độ f/1.9 cho cả camera chính lẫn camera selfie, nâng cấp hơn so với camera 13 megapixel và 5 megapixel của bản 2016. Thậm chí thông số camera này của A5 2017 còn nổi bật hơn cả camera trên flagship cao cấp như S7. Đi kèm cả tính năng chống rung và ổn định hình ảnh quang học OIS, công nghệ lấy nét nhanh và hỗ trợ chụp thiếu sáng tốt. Camera chính mang đến những bức hình cực chất lượng, sắc nét với độ chi tiết cao cùng màu sắc sống động, còn về camera selfie cực ấn tượng cho hình ảnh khá tự nhiên, làn da mịn màng với góc chụp rộng. Nếu các bạn đam mê chụp ảnh, thích selfie và thích smartphone thương hiệu lớn thì A5 2017 quả thực là ứng cử viên hoàn hảo. Đó là những nâng cấp đáng giá mà Samsung đã phủ phép lên A5 2017. Hãng đã có sự hoàn thiện hơn trong thiết kế, sự nâng cấp về cấu hình và camera chất hơn so với bản tiền nhiệm. Sản phẩm chính hãng đang có mặt tại Diệu Thông Minh với giá ưu đãi chỉ 7.990.000. Đây là sản phẩm đáng để lựa chọn cho năm 2017 này. Diệu Thông Minh không chỉ phân phối các sản phẩm Samsung chính hãng mà còn có cả hàng sách tay chất lượng số 1 cùng bảo hành an tâm nhất trên thị trường. Còn nếu các bạn vẫn phân vân với smartphone Samsung cũ thì hãy yên tâm, tại Diệu Thông Minh đảm bảo nguyên bản 100%, nói không với hàng giả, hàng dựng và đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi đội ngũ tester dày dặn kinh nghiệm nên các bạn hoàn toàn an tâm khi mua hàng. Các bạn có thể qua ngay cái hệ thống của Diệu Thông Minh gần nhất để trải nghiệm trực tiếp trên tay, hoặc liệu hotline 1900 6815 để mua hàng online ship về tận nơi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.